Đó, đây là cái danh sách. Đó, thì trong đây là mình cứ dò theo danh sách như thế này. Thì đầu tiên á là ở trong cái thùng đấy thì mình tháo hết ra. Tháo ra thì mình sẽ thấy những cái một cái như thế này, được chưa? Rồi. Thì mình sẽ kiểm tra nè. Rồi, tương tự như vậy thì đây là thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề. Mình cũng tháo ra, mình bỏ hết ra ngoài. Bỏ hết ra ngoài. Đúng rồi, bỏ hết ra ngoài luôn. Đó, cách làm của mình nha. Mình bỏ hết ra ngoài. Thì khi mà mình đi bàn giao cho khách hàng cũng tương tự như vậy, mình kiểm cũng như vậy, mà mình đi bàn giao cho khách hàng cũng tương tự như vậy luôn. Ở đây nè là có cái thùng đồ nghề. Vậy thì một á là chúng ta sẽ thấy nè, mình ở ngoài đây á, mình cầm cái bút ở đây. Giả sử như anh Tài ngồi xuống đi, giả sử hôm nay là anh Tài là cái người mà là nhân viên nhận hàng bên kia, em đứng xa xa ra tí. Đó, giả sử hôm nay là anh Tài là người nhận hàng bên kia, được chưa? Vậy thì Tuyến là người giao hàng. Vậy thì bây giờ anh sẽ là người thu nè. Bây giờ Tuyến đọc cho anh. Một là bố cầm tay, anh bỏ bố cầm tay bỏ vô. Thì mình tương tự như vậy, mình cắm tích vô, tới đâu mình tích vô tới đấy. Cái thứ hai á, là có một cái đục đầu nhọn nè. Rồi, cắt cắt vô nha. Cắt vô đây. Rồi. Rồi, đục đầu nhọn nè, đó. Đây là đục đầu nhọn. Rồi, cái thứ cờ lê hai đầu loại 14x17. Đó, mình thấy cần ghi chú nè. Cờ lê hai đầu 14x17. Đây, 17. Không, nó là cái này nè. Đây. Đây thì 14 x 17 nè. Đó, đó thì chúng ta đọc nè. Tương tự như vậy thì đánh vô đây. Rồi, cờ lê hai đầu 41 x 46 là cái lớn đây nè. Này, thấy là cái lớn nè, 41 x 46. Đó. Thì chúng ta kiểm như vậy. Cái đục đầu dẹt nè. Đây là cái này. Đó. Rồi. Bơm mỡ cầm tay, cái bơm mỡ cầm tay nè, đây là cái này nè. Thì bơm mỡ thì nó đi với lại dây mỡ nè. Nha. Rồi, đây bơm mỡ cầm tay cũng bỏ vô. Đó. Rồi, dây bơm mỡ này vừa mới lấy xong nha. Rồi. Lục giác là chúng ta sẽ có một bộ nè, 1 2 3 4 5 6 7. Lục giác đây. Đúng không? Đó, thường là sẽ là một bộ. Đó, lục giác. Cái này thì rẻ thôi, thành ra là bên ngoài cũng có thể mua được. Rồi, cờ lê này. Cờ lê thì chúng ta sẽ có nè, nhìn nè, cờ lê từ 8 cho tới 32. Vậy thì bắt đầu mình xếp, mình bỏ này ra. Mình bỏ ra. Mình xếp một cái dọc là từ 8 tới 32, từ lớn tới nhỏ cho em. Từ nhỏ tới lớn cho em. Đó, đây là 32 nè, thấy không? Đây là 27. Đó, đây. 32 nè, 27 nè, đó. Rồi. 22 nè, 30 nè. Đúng rồi. Đó, thì mình thấy 19, 17 nè, 13 nè, 12 nè, 10 nè, 8 nè. Đó là chúng ta sẽ có nè, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24. 24 này nãy vô rồi. Hoặc là ngoài đây sẽ có một cái 24. Không, 24 đây, 24, đó. Chúng ta sẽ có 24 nè, 27, 30, 32 nè, đúng không? Thì ta xếp như thế này một cái là chúng ta sẽ thấy luôn. Đó, mình đánh vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi xong, vô bỏ vô. Đó, chúng ta chuyển này rất là nhanh. Rồi, kìm chúng ta sẽ có một cái nè. Đây là kìm nè. Kìm, ha. Đó, kìm 1. Covid là chúng ta sẽ có một cái là 4 x 150, đầu âm dương nè, cộng trừ là đầu âm dương. Âm dương tức là đây nè. Thấy dấu cộng này không? Dấu cộng này tức là âm dương hay còn gọi là Covid 3 ke nè. Âm nè, dương nè. Không, cái này là chưa. Âm là dương hả? Ừ, cái này chỉ có đầu âm nè, thấy không? Đó, rồi, vậy là hai cái lớn bỏ vô. Rồi, xong ha. Rồi, tương tự như vậy á, là chúng ta lại có thêm một cái tua vít nữa là 8 x 20 nữa, cũng là cái này luôn đó, bỏ vô. Rồi.
mục tiếp theo này, mục 30, 31 tới 35 này, chúng ta có là cái cờ lê 60. Đây, này nhìn thấy số 60 không? Mà quay quay ra đây. Để xuống. Đó. Rồi, đây này có số 60. Rồi, đánh vô. Tương tự như vậy là có cái cờ lê 65. Đó. 65. Thì những cái cờ lê này dùng để, tức là đồ nghề theo xe cứ... Rồi, mỏ led là cái này. Đây, mỏ led. Cứ bỏ hết vô đây. Đây. Rồi, bút thử điện. Đây. Đó. Rồi, thùng đồ nghề là cái này. Chưa? Rồi, cá sủi tay. Rồi, rồi. Vậy là mình là xong cái thùng đồ nghề nha. Vậy thì mình còn dư những thứ này đúng không ạ? Những thứ này nó là phụ tùng điện. Nhưng mà tại vì những thứ này nó nhỏ, vì tí nữa mình cũng phải bỏ vô đây, chứ nó không nó sẽ lạc mất. Rồi cái này từ từ mình sẽ kiểm. Tạm thời là mình xong cái phần phụ tùng này nha. Rồi tạm thời bỏ này ra đây. Rồi. Tiếp theo á là mình đến là phụ tùng thủy lực nè. Thì chúng ta có ống thủy lực nè. Ống thủy lực là chúng ta hiện trong đây là có 3 ống thủy lực. Anh Tài kiểm tra giùm em xem ba ống thủy lực là đây nè. 1, 2, 3 đúng không? 3 được. Ống thủy lực trong đây nè. 3 đoạn nè. 1, 2 nè. Thấy không? Nè. 1, 2 và cái ống này đây là 3 nè. Đấy. Vậy thì lúc này thì mình cái ống thủy lực này á, tới đâu mình sẽ bỏ vô tới đây. Bỏ vô. Đó, chúng ta sẽ có 3 đoạn ống. 1, 2, 3. Rồi. Chúng ta có lọc hút thủy lực nè. Đây, đây, đây. Thế ba cái không? Đây là lọc hút thủy lực này, ra bỏ xuống từ từ. Đó. Thì thường thường là cái lọc hút thủy lực nó sẽ nằm ở trong ba cái này như thế này. Nha. Rồi. Nhưng mà cái này tí á, là do cái lọc thì mình phải để ở trên. Vậy thì mình bỏ gọn vô đây. Đó, bỏ gọn vô. Lưu ý nha là cái lọc thủy lực á, là nó rất là nhẹ và nó nếu mà để cái kia trước á, là nó sẽ đè xuống nó hư. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lọc thủy lực hút nữa này. Đây là lọc kinh cần. Đó. Nè, đây nha. Rồi. Rồi, dây bơm nước. Đây. Đây là cái dây của cái bơm nước cao áp. Rồi, dây bơm nước. Rồi, bỏ vô. Cái nào cứng thì mình bỏ vô trước được. Rồi. Tiếp theo nè, mình qua đến cái hạng mục hồi nãy phụ tùng điện nè, mà chúng ta phải để đây nè. Cầu chì. Cầu chì. Đây, đây là cái hộp cái bộ điện. Đó, đổ ra luôn. Đó. Đúng ra là mình kiểm là phải kiểm kỹ như thế này. Tuy nhiên là khi mà mình giao bàn giao cho khách hàng á, đây cầu chì này, cầu chì đây một gói luôn nè, từ 0.2 ampe cho đến 3 ampe, rồi cho đến 3 ampe này. Đó, cầu chì đây. Thì nếu mà chúng ta đếm chi tiết á thì cũng được, mà không đếm cũng không sao. Kêu là cầu chì là một gói như thế này, tại cái này nó rẻ thôi, không dễ dàng, hoàn toàn dễ dàng mua bên ngoài nha. Thì cầu chì là coi như đủ nè, cái này rẻ lắm. Rồi, đó, đi bàn giao. Rờ le nguồn là cái này. Thì chúng ta nhìn thấy là rờ nghe, rờ le là 40A và rờ... Đây, không. Đây, rờ le nguồn một con. Rờ le cách mát. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 4 con. Rờ 5 con hả? Khoan nha. Rờ le nguồn 40A. Đây là rờ nghe nguồn 40A nè, mọi người nhìn thấy không? Đó. Ở đây là chúng ta sẽ thấy nè, rờ le nguồn 40A nè, đó, đây là 40A. Vậy thì chúng ta có một nè. Đầu tiên một rồi đó. Nhưng mà ở đây hình như là đang có hai con. Đúng rồi, đang có hai con. Vậy là coi như là ở đây đánh một nhưng mà mình có hai, thôi cũng ok, coi như là qua nè, được chưa? Rồi, rờ le 5AMI4N nè, rồi rờ le 5A MI2K nè, tức là nó nằm ở đây. Đây, chỉ cho mọi người luôn nha. Rồi, chờ tí. Có hai loại. Không phải, không phải. 530V DC. Rờ le 5A. Thấy chữ 5A. Đây, GR2NS này. Đây, rờ le cách mát nè.
chúng ta sẽ có một chiếc nè, đó. Đây nè, rồi đây cách mát nè, một nè. Rồi. Có hai chiếc anh ạ. Hai chiếc à? Hai chiếc giống nhau à? Ờ, mình đây bỏ qua nè, đó. Vậy thì ở đây sẽ là một con là RLE là MI2K và một con là MI4N nè, RLE 5A. Đây nè. Đây, nhìn thấy nha. Đây. MI4N nè, đó. Đây là MI4N nè. Một con này, đó. Rồi, vậy thì RLE đây là MI2K. Đây. MI2K. Đấy, MI2K hai chiếc này. Đấy. Thì ở đây mình chỉ có trong danh sách này có một thôi, nhưng mà khi mà ấy thì có hai con thì giao luôn cho khách. Rồi. Rồi, bỏ luôn ta. Bỏ không, bỏ đây. Để riêng. Đúng rồi. Về đủ. Được chưa? Rồi. Bỏ vô còn ghé ngon lành nha, mất công. Ừ. Rồi xong rồi bỏ vô đây. Đó. Đây là cái bộ kit của điện này, electric ha, bỏ vô. Rồi. Mình bỏ lên trên này, đúng rồi. Nó sẽ bị dễ, nó lỏng dễ là hư ha. Vậy thì nó thuộc về điện thì chúng ta sẽ có một cái đèn làm việc nữa, đèn làm việc bằng điện này. Đây là đèn. Ở trong này á, mở ra luôn. Đó, ở đây là cái đèn làm việc nha. Dây làm việc nè. Ở đây là cái cổng cắm USB, ở cái cổng cắm 12V. Cái cục này hút. Cục này hoàn toàn hút được nha. Cái đây là cục nam châm. Hút được. Rồi đó. Cắm vô. Cắm một cái này. Rồi. Cái này thì cũng bỏ đây luôn anh Tài ơi. Bê bỏ đấy, bê. Hôm nay mình làm chuẩn luôn mà. Rồi. Bây giờ là đến là khớp nối đầu ống bơm nè. DN125 này chúng ta có một cái nè. Khớp nối đầu ống bơm. Đó. Thì cái này đồ nặng chúng ta bỏ vô đây được luôn. Rồi. Ron cao su chúng ta có hai cái 5,5 inch. Rồi. Hai cái trong đây ba cái đúng không? Tại vì ở đây nó có một cái ở đây là siêu nối ống là 6 inch nè, cái này trong đây là có một cái 6. Có hai loại, một cái 6 cái. Rồi đó. Nó cái tem một cái. Rồi. Ống cao su rồi. Ống cao su rồi, ống chúng ta có hai cái nè. Rồi. Lọc cần. Lọc cần ở đây. Lọc cần này. Là cái này. Rồi. Bây giờ là tới bộ điều khiển từ xa radio, tức là cái bộ mà bộ thu và bộ phát này. Chúng ta có hai bộ. Ở đây này. Ở đây là mình ghi là hai bộ đúng không? Vậy thì một bộ ấy, thì nó đang nằm ở trên xe. Đây, một bộ thu và bộ radio nó gồm một bộ thu. Đây là bộ phát tín hiệu này, tức là phát tín hiệu là phát là từ người điều khiển phát đi. Đây là thu tín hiệu và xử lý. Đây là bộ thu, đây là bộ phát. Thì ở trong này ấy, thì nó còn có là đây là bộ sạc. Đây là bộ sạc nha. Rồi. Đó. Thì cái bộ này nó rất là quan trọng và rất nhiều tiền, do đó là chúng ta là cũng phải cân nhắc. Rồi, bỏ vô cho nó gọn ghé lại và đó, phải đóng chốt lại. Rồi. Một bộ ở trên xe nhé, một bộ trên xe, một bộ ở dưới này. Rồi. Sạc, bộ sạc pin khô là hai cái, một cái trên xe, cái đây. Rồi pin khô là hai cục. Một cục trên xe và một cục ở trong remote trên kia. Rồi. Ok. Rồi tiếp tục nha. Đây là cái bộ này thì nó còn có nè. Pin là cái này là dây cáp kết nối nè. Còn đây là cái sạc. Ở đây là cục pin nè. Cục pin của nó. Hai cục pin khô đúng không anh? Đúng rồi. Thì mình nhìn thấy nè, đây nó siêu rất là kỹ nè. Được bóc anh à, còn vẫn còn siêu mình. Không sao. Đó. Đây, pin. Đó. Pin mình là pin của HBC nè, tức là cục này của HBC. Đó, pin. Nè. Mình tháo ra nè.
Pin này mình có hai cục nhé, hai cục dây đeo tức là gắn cái này vô đây nè, gắn vô đó, mình bỏ vô đây. Còn đây á, là những cái đầu cáp kết nối đó, cái đầu cáp kết nối những cái cục này nè, đây là nó có kết nối đây nè, bỏ vô đây nè, nó đi dây tín hiệu ra đây, cáp bỏ vô dây tín hiệu đó, đi cục. Rồi đây là những cái vặn của nó, thì đây theo một bộ nha, thì mình bỏ vô đây. Nhớ nè, đây là những cái cục dây anten nè, nó bị hư cái này cũng mệt lắm, thành ra mình bảo quản thật là kỹ luôn. Rồi đó, thì đây lót cái này vô, tại vì cái bộ này là bộ đắt tiền đó, mình phải lót vô nó không lót thì bị kẹt xe dịch nhé. Rồi đúng rồi, rồi mình dán nó vô đó, phải dán nó lại nha. Rồi tiếp tục nè, ngoài đây á, là quay cho các bạn coi luôn, ngoài ra á, là mình còn bàn giao cho khách nè, ở đây là hai cái quyển mà phạt phúc, tức là quyển tra cứu phụ tùng đó, thì thường thường á, là mình sẽ giữ lại một quyển, mình sẽ giữ lại một quyển và đưa cho khách một quyển thôi, chứ mình không giao hết, tại vì đến khi mình cần á, thì mình cũng phải về tra cứu cái phụ tùng đó, thì quyển này thì mình sẽ kết lại ha. Rồi quyển này thì mình sẽ giao cho khách. Rồi ngoài ra thì đây là còn có là bộ sạc bình tích áp này, ở đây là chúng ta có cái bộ sạc bình tích áp, bộ sạc bình tích áp, rồi dây sạc. Đây là cái đo nè, các bạn thấy này, cái này là cũng tương đối đắt tiền nha. Đó, đây là dinh kỹ thuật mình rất là cần. Đó, mình đo áp. Dây. Rồi, ngoài ra thì hãng tặng cho mình một cái nón bảo hộ như này. Đây là hai cái Co 90. Đó, đi theo xe. Đây là con đội. Đây là con đội của đây là con đội nha, con đội để mà khi mà thay bánh xe, tuy nhiên á mình không cần, lý do là cái xe của mình nó có chân nước thủy lực rồi. Rồi ngoài đi với cái nón thì chúng ta sẽ có áo, đây áo. Rồi thì ngoài ra thì còn đây là còn có này, đây là những cái để mở bánh xe khi mà xe gặp sự cố bị xì bánh nha, thì chúng ta sẽ có một bộ này, thì một bộ này thì chúng ta phải mở vô. Đây là cái cục nối này. Đây, nhìn thấy cái khớp này không? Đây nữa này. Chúng ta khi mà lại ha. Nguyên tắc của mình bỏ là bỏ những cái vật nặng vô trước. Đó, vào đây. Đây, những cái vật nặng này mình phải bỏ xuống trước nè. Đó. Chứ không mình bỏ vật nhẹ xuống là cái này nó đè lên, đúng không? Rồi. Vậy bây giờ là nguyên tắc là nặng bỏ xuống trước, nhẹ bỏ sau và cái gì nhỏ bỏ sau. Rồi, vậy thì mình bỏ vô nha. Bỏ hết vô. Bỏ hết biết này. Theo là mình bỏ cái gì vô? Đá. Đá mình bỏ này vô. Rồi. Chiều nay anh. Bỏ sao không tin gì giờ chiều nay muốn cái đầu nó dậy. Đâu có đồng gì đó. Mình đi trước thế chứ mà. Cái đó trước đâu rồi. Bây giờ tôi đi ngân hàng biết gì để đóng dấu. Được, đi.
Vậy là khi mà chúng ta mà kiểm xong hết cái này nhé, đó thì theo danh mục này nhé. Vậy thì mình làm một cái việc nữa đó, tại sao mình phải có cái bịch này nè, để khi mà mưa nắng á, thì khi vận chuyển nè, nó mưa cái thùng của mình nó sẽ ướt, thì trong này nó sẽ bảo vệ, trong này nó sẽ có bịt đóm đó, bịt lại nha, bịt lại rồi bịt kỹ ra. Đây nè, thấy không, phụ nè, qua nè. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái tấm nữa, cái tấm là nóng lại. Rồi bước này ở đây á, là mình đây có cái đinh nè nhé, xong lấy bố mình đóng nó xuống, rồi sau đó mình niêm phong lại, lấy băng keo muốn kiếm lại sẽ làm mình đi thôi. Rồi ok, đây hôm nay là cái buổi mà chia sẻ và hướng dẫn các bạn là kiểm cái thùng phụ tùng và làm sao khi bàn giao cho khách hàng. Rồi việc này đây là sẽ là hướng dẫn nội bộ, và mỗi cái xe thì các hãng sẽ cho mình làm phụ tùng là khác nhau, do đó là khi hàng về là chúng ta phải kiểm, khi trước khi hàng đi, hôm nay là kiểm trước hàng đi nè, thì chúng ta cũng phải kiểm, và sau đó khi khách hàng đến bàn giao khách hàng đứng tương tự như vậy, lấy hết ra, sau đó mình dựa trên danh sách anh vào phần nào dư mình cho khách luôn. Rồi thôi thì tới đây là kết thúc, mời anh Tài tắm đi rồi xong, cảm ơn nha.